Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một bộ cấu hình nghe nhạc vàng huyền thoại đến từ những thương hiệu audio rất là nổi tiếng của Nhật Bản, và những mẫu model này đã làm nên tên tuổi của thương hiệu này. Ở video clip lần này thì em sẽ phối ghép và giới thiệu đến các bác về bộ cấu hình này để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và nếu như các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hiện nay các bác có thời gian thì các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để xem hàng. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để quay cụ thể chi tiết về từng mẫu sản phẩm. Và chỉ cần nhìn qua thôi thì các bác cũng đã nhận ra đây là cặp loa nào rồi. Đó là cặp loa Pioneer 99AFB. Đây là mẫu model rất là nổi tiếng. Dòng 99AFB này thì nó đã làm nên tên tuổi của thương hiệu Pioneer. Dòng loa này thì rất là nổi tiếng rồi. Các bác nhìn thấy về cái cấu trúc driver của nó. Nó sử dụng đến 6 loa trên một thân thùng. Một loa bass có đường kính là 40cm, nó sử dụng màng giấy và gân vải các bác nhé. Đấy, màng giấy gân vải này. Màng loa có dập chữ FB. Ở hai bên thì các bác thấy nó được bố trí hai loa chung giấy và một loa chép kèn. Bên cạnh thì được bố trí thêm hai loa siêu chép nữa, làm cho âm thanh rất là sắc nét. Toàn thân được bố trí thùng màu vàng. Nói đến dòng này thì các bác cũng không còn gì xa lạ nữa. Đây là dòng model cực kỳ là nổi tiếng đến từ thương hiệu Pioneer. Cặp loa này ngoài việc thưởng thức chất âm ra thì các bác có thể để trưng bày, có giá trị sưu tầm rất là cao. Đấy, các bác thấy một trong số những dòng loa huyền thoại của Pioneer rồi. Nó có dòng 77AFB, 88AFB và 99AFB. Đối với dòng 99AFB này thì được nhiều bác yêu thích hơn vì chất âm cũng như là về kiểu dáng kích thước của nó được thiết kế cao cấp hơn so với dòng 77A, 88AFB. Và dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có công suất là 100W trên một loa. Dòng này thì các bác có thể bố trí kê trên bộ kệ để trong gia đình của các bác rất là phù hợp, vì các bác thấy toàn thân của nó được bố trí thùng màu vàng, vân gỗ. Và cặp loa Pioneer 99AFB này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá là 48.500.000 đồng trên một cặp. Với cặp loa này các bác thấy nó mỹ mãn luôn. Đấy. Các tuyến loa rất là đồng đều, thùng vách thì rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Vừa rồi thì bên cửa hàng của chúng em về được 5 cặp. Đó là cặp loa Pioneer 99AFB. Ở video clip lần này thì em sử dụng một chiếc âm ly thuộc dòng Z-Saver cổ của hãng Sansui. Đó là dòng model 9090DB. Đây là một bộ đôi kết hợp với nhau cực kỳ là hoàn hảo. Đây là bộ đôi huyền thoại rồi. Đấy, các bác nào chơi thì các bác cũng đã biết rồi. Và hiện nay những bộ cấu hình như thế này thì rất nhiều bác cũng đang sở hữu trong gia đình mình. Nói về dòng Sansui 9090DB thì các bác thấy thì nó đem lại cái chất lượng thành rất là hay. Đối với dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép thành công với nhiều các dòng loa khác nhau, chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Và dòng này thì nó có công suất tiêu thụ điện lên đến 435W. Nó sử dụng đánh 3 cầu A, B, C và A cộng B và A cộng C. Ở mặt trước thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng, có rất nhiều các chế độ chỉnh khác nhau. Xung quanh thì đều được bố trí bọc bằng vỏ gỗ. Và chiếc ly này thì có mức giá dưới 50. Các bác thấy đèn của nó thì rất là đẹp này. Nó sử dụng đến 2 đồng hồ VU ở phía trước và 2 đồng hồ VU ở phía bên tay trái này, hiển thị cho đài FM và AM. Còn đây là hiển thị cho kênh LED và RAI. Nói đến những dòng loa 99AFB hay là dòng âm ly Sansui 9090DB thì các bác thấy đây là hai mẫu model rất là tên tuổi, làm nên nổi tiếng của thương hiệu Sansui và thương hiệu Pioneer. Ở phía trên thì các bác thấy đây là chiếc đầu CD Denon 1650GL phiên bản Limited. Nó sử dụng hai cái hồi gỗ ở hai bên và ở mặt trước cũng như ở phía trên nóc thì sử dụng mặt màu vàng chanh, rất là đẹp. Cái mắt của nó rất là khỏe và cơ của nó chạy cực kỳ là êm. Và chiếc đầu này thì có mức giá 12. Còn nếu như các bác muốn nghe băng cối thì các bác có thể sử dụng những chiếc băng cối của Akai 635D phiên bản Black màu đen, có mức giá là 35. Rồi là những dòng Tech A6300, rồi là 6300MK2. Đấy, cũng có mức giá đâu đó vào khoảng trên dưới 20 một chút. Thì các bác lắp vào đây thì các bác chơi rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em sẽ đi vào test một đoạn chất âm trên bộ 3 sản phẩm này để các bác có thể tham khảo. Để buồn người trai nơi xa.
Thương.